Một xe container chở theo hàng chục tấn sắt đã tông sập mái hiên quán ăn bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 12 giờ trưa 21 tháng 2 năm 2019, xe container này lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ Đồng Nai về Bình Dương. Khi cách ngã tư Phú Lợi khoảng 200m, xe bất ngờ mất lái, tông đổ rào chắn trên đường rồi lao vào quán bún bên đường khiến mái hiên của quán bị tông sập. Nam chủ quán chạy không kịp nên bị mảnh vỡ rơi trúng người, nhưng may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Tại hiện trường, đầu xe container dính chặt vào tường quán bún hư hỏng nặng. Nhiều đồ dùng trong quán bể nát văng khắp nơi. Cảnh sát giao thông thành phố Thủ Dầu Một đã đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Đến 14 giờ chiều, công tác khám nghiệm vẫn chưa được hoàn tất.